là mặt hàng có giá trị xuất khẩu, do đó liên kết để sản xuất hồ tiêu theo tiêu chuẩn quốc tế là vấn đề các vùng nguyên liệu phải hướng đến. Do không sử dụng phân, thuốc hóa học nên chi phí sản xuất tiêu hữu cơ giảm đáng kể, giá bán lại cao hơn nhiều so với sản phẩm thông thường. Tại Đồng Nai, xã Lâm Sang, huyện Cẩm Mỹ là địa phương có diện tích tiêu canh tác theo tiêu chuẩn hữu cơ và là địa phương đầu tiên của Đồng Nai có hồ tiêu đạt chuẩn xuất khẩu đi thị trường châu Âu. Tuy nhiên, vẫn còn đó những băn khoăn trước cơ hội lớn này. Khi vườn tiêu xuất hiện bệnh, người trồng tiêu sẽ mua các loại thuốc bảo vệ thực vật về phun xịt. Cỏ nhiều cũng xịt thuốc hóa học. Các loại phân hóa học cũng liên tục được bón cho cây. Đây là cách trồng tiêu được nhiều nhà vườn áp dụng, rất dễ khiến cây bị cằn cỗi, chống chọi, sâu bệnh kém. Với cách trồng tiêu hữu cơ, người trồng hoàn toàn chăm sóc cây bằng quy trình phòng ngừa dịch hại tổng hợp, sử dụng phân hữu cơ hoai mục và chế phẩm IMO. Nhờ đó, chi phí đầu tư sẽ chỉ còn 30 triệu đồng một hecta một năm, thấp hơn một nửa số tiền so với cách truyền thống. Năng suất cũng đạt cao, từ 2,2 đến 2,5 tấn một hecta. Cỏ này phát thì nó sạch hơn là mình xịt thôi, với lại nó tạo cái lớp phân hữu cơ cho đất để đỡ hư cái giờ cái thuốc cỏ nó ấy nó hư đất này, giờ tốn thì công nó nhiều hơn, cực hơn, nhưng mà được cái là nó có hữu cơ, nó tốt cho tiêu hơn, đỡ bị nấm bệnh với chết tiêu. Thì thứ nhất là mình bỏ phân dê, phân gà, nói chung là cứ phân chuồng là được. Mình mua về mình ủ khoảng nửa năm, khoảng 6 tháng á, mình mua nấm chỉ có đẹp ma về mình ủ khoảng nửa năm. Cho nó chết hết những vi khuẩn vi nấm đi. Xong bắt đầu mình bỏ. Nấp được thì càng tốt, mà không nấp được thì mình cứ rải xung quanh gốc. Để cho nó phân hủy. Xong là tức là nó ăn dần, còn phân hóa học thì mình vẫn bỏ. Giá cả của tiêu đạt chuẩn xuất khẩu luôn được các doanh nghiệp hợp tác xã thu mua cao hơn giá thị trường từ 20 đến 30%, có thời điểm cao hơn gần 40%. Áp dụng quy trình hữu cơ thực ra không hề quá khó đối với chủ vườn. Tuy nhiên hiện nay, xã Lâm Sang, huyện Cẩm Mỹ là chỉ có 10 hộ đang áp dụng tiêu chuẩn hữu cơ vào trồng tiêu và đạt chuẩn xuất khẩu đi châu Âu với khoảng 2,5 hectare, dẫn đến việc đảm bảo số lượng tiêu đều đặn cho các đơn hàng lớn đang gặp khó khăn. Vấn đề nằm ở chỗ là người trồng phải cần liên tục duy trì quy trình một cách nghiêm ngặt nhằm đáp ứng các điều kiện khắt khe với hơn 1.080 chỉ tiêu, chỉ số chất lượng để phục vụ xuất khẩu. Cái bước chuyển tiếp là từ sản xuất hóa học thông thường của người nông dân sau rồi chuyển qua cái sản xuất hữu cơ thì thực sự ra nó là một cái quá trình cũng cực kỳ là khó khăn. Nói là sản xuất hữu cơ như ở xã Lâm San thì cũng chưa được ra cái diện rộng tất cả các hộ dân, mà nó chỉ là được đâu đó được một nhóm hoặc ở đâu đó một vài hộ nông dân đang nhìn nhận và thấu hiểu được đang chuyển đổi thôi, chứ cũng cái vấn đề này thì tôi nghĩ là cũng 3 năm hoặc lâu hơn nữa, lúc đó nông dân mới cái nhìn nhận chính thức thì nó mới trở thành là sản xuất đại trà về cái nông nghiệp hữu cơ được. Xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam gần đây liên tục tăng về sản lượng cũng như trị giá. Riêng 8 tháng đầu năm nay, xuất khẩu tiêu đạt gần 183.000 tấn, trị giá gần 878 triệu đô la Mỹ. Giá hồ tiêu xuất khẩu bình quân của Việt Nam trong 8 tháng năm 2024 ở mức 4.800 đô la Mỹ một tấn, tăng 46,7% so với năm ngoái. Điều này cho thấy tiềm năng để đầu tư vào trồng tiêu đạt chuẩn xuất khẩu là rất lớn. Tuy nhiên, câu chuyện tại xã Lâm Sang, huyện Cẩm Mỹ cũng đang là vấn đề chung của các vùng trồng tiêu trong cả nước hiện nay. Làm thế nào để người trồng tiêu cởi bỏ tâm lý ngán ngại khi phải thay đổi thói quen canh tác truyền thống để chuyển đổi mô hình sang trồng tiêu hữu cơ đạt chuẩn? Theo nhiều chủ vườn, nếu chỉ dừng lại ở việc khuyến khích, hỗ trợ chuyển giao quy trình ứng dụng mà chưa cam kết về sự bền vững trong đầu ra, giá cả, theo họ là chưa đủ.